City tự các bạn lên các bạn làm sao tác. Kimchi City là tự các bạn thao tác cái review chứ không phải học dần hết. Cho nên là tự bạn nào đó cũng không lên đây thao tác. Đại diện nghiên chiến lên đi chiến mình làm nhanh lên rồi. Chiến ơi, đại diện lên đi chiến. Thank you.
rất là lớn lớn. Vì vậy nó nhẹ cũng là nó có sợ gì mà mình làm thêm cái nhiều bạn nó nhẹ cũng sợ như vậy. Bên thận bên trái thì có một cái tổn thương mình đang có bắt thuốc ở động mạch và bắt thuốc thận, cái này nghĩ một cái này có thể ác chút phổi cái một chút phổi cái gì đó cái gì thận bên phải thì là bình thường.
của nó hơi khô chị Trân. Chị Trân nó được lớn. Khi lớn, lớn như vậy thành dạng chứ không còn bình thường. Còn thì chi lớn như vậy tăng sản cái này là sao? Tăng sản như thận. Bắt cái đồng nhất thành dạng của cái thận bình thường. Thì cái này nhiều khả năng mình nghĩ nó là như tăng sản. Thì tĩnh mạch
tĩnh mạch ở đây. Mình sẽ lôi giờ ra, ngày ngủ mình sẽ lôi. Vậy thì mình sẽ tính được quá đau nào đối và quá đau tương đối nha. Rồi thì cái chỉ số anh chỉ số tương đối đang như thế nào đó thì ở đây người ta tính rồi, ta tính sẵn. Thank you.
Ừ. Chạy nước tiền đường không có tiền đường thắng lên cái tập ở bên phải nó có nước đó. Nó cầu thang cầu ba đấy thì cái đường quả đoạn lên thì nó khỏi tham quan bên tập bên trái thì cái vị trí đó, cũng có thể dùng một cái khối một độ mềm còn mà nó lộ ở trong cái tập nó đại bệ thở luôn trên cái tim thì rất mạnh. Mình thấy cái khối của mềm này nó bắt xuống rất là mạnh, cái hàm rất là nhỏ. Sau khi chúng tôi bắt đầu phân tán có thể trung tâm ha. Rồi thấy thấy ông rồi
Sigma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.